xin kính chào quý vị. Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay. Chào bác sĩ Minh. Vâng, một lần nữa xin chào cô Vân Anh và quý khán thính giả của đài VNTV qua chương trình Sức khỏe và đời sống. Vâng thưa quý vị, và trước khi đi vào chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì một lần nữa Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh là một khuôn mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh có hai phòng mạch tại miền Nam California, tức là tại Orange County và tại San Diego. Và bác sĩ cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là quen thuộc và khả ái tại San Diego, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. Và chúng tôi có địa chỉ và số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có tất cả những thắc mắc để mà quý vị cũng có thể gọi. Thưa bác sĩ Minh, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gửi đến quý vị khán giả qua một cái đề tài gọi là thiền. Thưa bác sĩ Minh, khi mà nói đến thiền thì chúng ta nghĩ ngay đến một cái gì đó liên quan đến tâm linh, phải không bác sĩ? Thì chắc là quý khán giả nói tại sao ngày hôm nay bác sĩ lại nói về thiền. Bác sĩ có thể cho vâng, thưa quý khán thính giả, thưa cô Vân Anh, như mọi người khi mà cái tuổi mình nó lớn hơn chút xíu, con cái đã đi ra khỏi nhà rồi thì chỉ còn hai vợ chồng thì dư nhiều thời giờ ngồi thiền rất là nhiều. Thực sự ra thì chúng ta nghe nói tới thiền là những cái gì nó tâm linh và rất là cao siêu, chẳng hạn như là mình nghe những cái thiền, những người thiền sư họ có thể đạt tới cái mức độ là gọi là chẳng hạn như là nhịp tim của họ giảm xuống rất là nhiều, hay là cái nhiệt độ cơ thể của họ giảm xuống, hay là những cái chuyện nó siêu huyền bí. Mình đọc rất là nhiều chuyện về những cái người thiền sư họ có thể đạt tới cái mức độ như vậy. Nhưng mà nghe tới cái chữ thiền, thực sự mình thấy có vẻ là nó huyền bí và nó rất là có khi mình thấy có vẻ có một chút gì đó nó huyền hoặc trong đó. Tuy nhiên cái thiền trong cuộc sống của chúng ta, tôi nghiệm ra nó có những cái lợi ích rất là thực tiễn. Nó có thể làm cho cái tâm hồn của chúng ta nó an bình hơn, làm cho sức khỏe của chúng ta nó khỏe mạnh hơn. Và không những thế, những cái nghiên cứu gần đây người ta chứng minh một cách là cụ thể, cũng không phải là chuyện trên trời dưới đất, mà những nghiên cứu mới đây cho thấy rằng là thiền có thể làm trực tiếp thay đổi những cái gen, những cái DNA trong cơ thể của chúng ta. Nó wow. Tới mức độ như thế. Vì khi mà cái gen và cái DNA nó thay đổi thì sức khỏe rõ ràng nó cũng phải thay đổi. Trong cái chương trình trước chúng ta nói về những cái gen có thể gây ra bệnh tật, gây ra ung thư, thì chính thiền nó làm thay đổi và giảm cái nguy cơ bị bệnh tật và bị ung thư, thưa cô Mận Anh. Tức là theo những cái nghiên cứu của y khoa thì khoa học y khoa đã chứng minh được việc thiền đã có ảnh hưởng tốt đến sức khỏe, phải không thưa bác sĩ? Dạ vâng, theo một nghiên cứu gần đây đăng trên các tờ báo khoa học thì cho thấy là cụ thể là các cái phương pháp như là thiền này, yoga này, tập khí công này, tai chi này, tức là những cái phương pháp mà gọi là xoay quanh gần giống như thiền như vậy, hít thở, thì người ta thấy rằng là những người tập phương pháp này trong vòng từ 6 tháng tới 1 năm thì trong cái DNA nó có một cái gen gọi là NF-kappa-B. NF-kappa-B thì cái gen này người ta đặc biệt người ta thấy rằng là khi mà cái biểu tượng cái gen này tăng cao trong những trường hợp bị như là bị stress, trong trường hợp mình bị những cái gọi là viêm kinh niên hoặc là những bị bệnh kinh niên như là ung thư này nọ, thì cái gọi là cái NF-kappa-B nó tăng cao. Thì khi những người mà họ thiền đó thì những gọi là cái gọi là cái biểu lộ của cái gen này đó nó giảm xuống. Oh, wow. Sau 6 tháng nó giảm xuống. Thì điều đó người thấy là đấy là một cái chứng minh rất là hùng hồn, là khi mà mình thiền thì thực sự ngay chính trong cái DNA của chúng ta nó thay đổi. Khi mà nói đến thiền đó bác sĩ Minh, thì những cái kỹ thuật của thiền trong mà Vân Anh thấy, thí dụ như trong về tôn giáo đạo Phật chẳng hạn, right. Và ngay đạo Công giáo cũng có thiền nữa, mà người ta gọi hay gọi là tĩnh tâm, tức là làm sao để giữ cho cái đầu óc của chúng ta đừng có suy nghĩ nhiều quá. Như vậy có nghĩa là nếu mà khi mà chúng ta suy nghĩ nhiều quá, những cái bận rộn, những cái sao động của cuộc sống hàng ngày cũng làm cho đầu óc của chúng ta suy nghĩ và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, phải không ạ?
Dạ thưa đúng, trong một cái chương trình trước chúng ta nói về chuyện mà suy nghĩ lung tung, dạ, làm đúng rồi, chúng ta đúng mệt rồi. Mỏi đúng không? Dạ, dạ. Thì đó là một cái chuyện mà chúng ta phải thiền, là vì cái đầu óc của chúng ta một ngày nghiên cứu cho thấy là nó đi qua là khoảng 60.000 cái ý tưởng, tức là mình nghĩ lung tung chuyện này chuyện nọ, mình không nghĩ 60.000 ý tưởng quý vị. 60.000 cái ý tưởng, nhưng mà trong cái chuyện những cái ý tưởng đó đó, thường thường đó là chúng ta hay nghĩ về quá khứ, gần như là 70% là về quá khứ, rồi khoảng chừng 20% là về tương lai, và chỉ có 10% là về những chuyện đã xảy ra trong thường ngày. Vì thực sự ra là về gọi là bản năng con người của chúng ta là chúng ta thường thường hay nghĩ về quá khứ nhiều hơn và lo về tương lai. Cái đó rất là chuyện rất là đương nhiên, là vì chúng ta cái bản năng sinh tồn, cái bản năng sinh tồn là mình hay lo xa, dạ, nha. Và không những lo xa, khi mình lo xa thì mình hay gọi là ôn cố tri tân, là vậy, mình hay nghĩ về chuyện quá khứ để mình đúng làm rồi. Sao nghe là mình lo cho tương lai, nhưng mà ít khi là chúng ta sống trong hiện tại. Khi mình nói về tại sao chúng ta không sống trong hiện tại, thì có một cái sự so sánh rằng là nếu chúng ta sống không sống trong hiện tại mà lúc nào cái đầu óc mình suy nghĩ lung tung, thì có phải là mình gọi là hồn lìa khỏi xác không? Như vậy thì quý vị có coi những cái phim gần đây gọi là những cái zombie đó, những xác chết bước đi đó, thì đó nó trắng ra chúng ta cũng hơn gì những cái xác chết bước đi, thưa quý vị. Right. Thì cái thiền nó có cái mục đích rằng là cái nó đi theo với cái gọi là cái quan niệm gọi là chánh niệm. Cái chánh niệm tức là mình suy nghĩ cái gì, mình suy nghĩ vào một chỗ, đó là gọi là cái chánh niệm. Thì cái tiếng Mỹ nó gọi là mindfulness, tức là mình để ý cái mind của mình vào một cái chuyện gì quan trọng mà thôi. Thì đó gọi là, nói chung ra tôi nghĩ là khi mình đọc về thiền á, thì mình nghĩ nó lung tung lang thang, nhưng mà tôi muốn đơn giản hóa vấn đề. Có thể tôi có những người thiền sư hoặc là những người nghiên cứu về thiền có thể không đồng ý với tôi, vì tôi có thể nói rằng là tôi là chỉ người mới tập mở lòng nghiên cứu về thiền thôi, nhưng mà tôi phải nghĩ một cái cách nào đó để cho việc mà gọi là thiền của tôi nó dễ dàng. Vì thứ thật tôi không thể nào mà ngồi gọi là xếp bằng yoga mà ngồi cả tiếng đồng hồ được, tôi không thể ngồi chuyện đó. Và trong một bài viết khác tôi có thể nói rằng là ngồi nhiều cũng có tốt, right? Thì đó, khi mà tôi đọc ra một số nghiên cứu, tôi khám phá ra chuyện là chúng ta có thể thiền trong khi đi, trong khi đứng. Đi đứng mình cũng có thiền được, ăn uống mình cũng có thể thiền được, chứ không phải là lúc nào mình cũng phải ngồi một chỗ rồi mình nhắm mắt rồi mình thiền. Thì cái đó tôi không phải là tôi không muốn nói là cái đó không đúng, nhưng mà cá nhân của tôi thì không đạt tới được mức độ đó. Đó. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ nói thêm vào cái chuyện thiền đi và thiền đứng nó như thế nào. Dạ, sao như bác sĩ? Trước nhất là bác sĩ Hồ Ngọc Minh có thực tập thiền trong đời sống hàng ngày của bác sĩ không? Dạ, thực sự ra thì tôi ngày nào cũng thực tập, thưa cô Bơ Canh. Bây giờ như thế này nha, một ngày tôi đi làm, tôi lái xe từ San Diego lên Orange County, thường thường là tốn trung bình là 2 tiếng đồng hồ ngồi trong traffic. Ngồi trong traffic như vậy thì tôi rất là có nhiều thời giờ để thiền, thưa cô Bác Anh. Người bạn của tôi nói là một ngày 4 tiếng đồng hồ như vậy thì anh có rất là nhiều giờ để thiền. À, thì hồi xưa nó, thí dụ ngày xưa chẳng hạn, thì tôi hay nghe nhạc, tôi hay nghe những cái bài tường trình về y khoa, nghe đọc truyện Tom Clancy đồ này nọ, đủ thứ truyện gọi là gián điệp này nọ. Nhưng mà tới một lúc nào đó tôi bây giờ bắt đầu chán rồi, tôi nghĩ là những cái đó nó trở thành, có khi mình có thể mình lớn tuổi rồi, cái đó nó trở thành những cái tiếng ồn vô nghĩa, nó làm cho mình cái đầu óc của mình nó không được tỉnh đó. Cho nên bây giờ cái tôi quay lại, tôi thực tập một cái số gọi là nguyên tắc gọi là thiền. Cái thiền đó, thực sự thiền là gì? Là mình tập trung tư tưởng vào mình một cái chuyện gì đó quan trọng, rồi xong rồi đó. Có khi tập trung xong rồi, thực sự rồi cuối cùng lại thả nó đi như dòng nước, không có giữ nó lại. Đó là cái thiền. Rồi mình chỉ để ý tới hơi thở của mình. Cái hơi thở nó cũng rất là quan trọng. Thở vào và thở ra, cái đó là thiền. Đấy, thưa bác sĩ Minh, bên anh nghe bác sĩ Minh đây là, phải nói là lần thứ 6, thứ 7 đã có những người nói với Vân Anh là mình lái xe mình cũng có thể thiền được. Vân Anh nói trời, mình lái xe mình phải tập trung tư tưởng, mình phải focus, mình lái xe chứ làm sao mình thiền được. Thì bác sĩ Minh có thể share coi là khi bác sĩ Minh lái xe thì thiền thì làm sao?
Khi mình lái xe mình không phải đừng có nhắm mắt, mình nhắm mắt là mình nguy hiểm chết, right? Nguy hiểm đúng không? Nhưng mà có nhiều chuyện mình cái lái xe thực sự, nếu mà khi mình thiền theo cái kiểu mà tôi suy nghĩ thì đó, cái chuyện này là mình thực sự mình rất là tỉnh, mình rất là tỉnh, là mình phải để ý tới những cái chuyện xung quanh, tức là nhiều khi chẳng hạn thay vì, tại vì cái khổ là khi mình lái xe mình hay lái mình để cái tốc độ tự động hay là mình nghe nhạc, thì những cái khi đó nó làm cho cái trí óc của mình nó không có tập trung. Thì bây giờ thường thường mình hay, cái chuyện đầu tiên là tôi hay để ý không suy nghĩ gì cả, để ý tới hơi thở của mình. Và những chuyện rất là đơn giản là mình để ý tới cái tiếng bánh xe nó cán trên đường như thế nào. Lúc trước mình nghĩ rằng là cái đó nó vô duyên lắm, nhưng bây giờ những cái đó nó tạo cho mình hiểu rằng là mình đang sống. Mình đang thở và mình đang sống vì mình nghe được, mình cảm nhận được cái bánh xe nó lăn trên mặt đường như thế nào. Và mình nghe được cái tiếng gió nó lùa qua khung cửa. Thì mình, cái quan trọng của thiền là mình hiểu được là mình đang sống, mình cảm nhận là mình đang sống. Thành ra cái đó nó rất là quan trọng, cho nên nhiều khi rất là chuyện rất đơn giản, hít thở, để ý tới nhịp tim của mình và để ý tới cái tiếng máy xe, tiếng cái gọi là cái tiếng gọi là tiếng gió nó lùa qua cửa sổ, rồi con mắt mình á thì mình phải nhìn gọi là cái bầu trời nó như thế nào, tại sao cái màu xanh nó đẹp như thế, cái màu xanh của lá cây tại sao nó đẹp như thế, cái núi nó đẹp như thế nào. Nhiều khi những cái chuyện đó mình mỗi một ngày mình không để ý, nhưng mà cái khi mình chú tâm vào mình để ý thì mình thấy wow, nó rất là đẹp, và mình rất là vui sướng là mình đang sống và mình là một phần của cái thiên nhiên đó. Cho nên những cái đó là những cái thiền mà nó làm cho trí óc mình rất là thoải mái. Mình có khi mình không ngờ là như vậy, nhưng mà nó rất là thoải mái. Dĩ nhiên là mình cũng để ý tới những cái xe nó chạy như thế nào chứ. Những cái xe bây giờ mình để ý là nó có màu sắc như thế nào. Mình có bao giờ mình thấy nó cái xe tuôn mình không để ý, nhưng mà tới khi mình cảm nhận ra những cái xe nó cũng có những cái màu sắc rất là đẹp. Và không những như thế, khi mà tôi ngồi trong xe ra, tôi lại nghiệm ra những cái chuyện đó. Mình so sánh cái đường đi của mình như cuộc đời của mình như vậy. Đằng trước của mình là tương lai và sau lưng của mình là quá khứ. Và chung quanh cái xe của mình, những cái xe nó chạy chung quanh mình, đó là hiện tại. Và mình thấy rằng là cái giống như cuộc sống ấy, nó thay đổi vùng vụt, right? Khi một cái xe nó chuyển động như vậy đó, thì là mình thấy tương lai nó thay đổi, và những chuyện gì chỉ cần 10 giây đồng hồ nó đã xảy ra đằng sau của mình rồi, mình không làm được chuyện gì khác. Được hết. Cho nên đó là một lý do khác mình nói là chúng ta không thể nào mà sống hoài trong quá khứ, vì những cái chuyện cách đây 10 giây đồng hồ nó đã đằng sau kiến chiếu hậu của mình rồi, mình không thể làm gì được hết. Và ngay cả tương lai mình chỉ thấy được cái tương lai gần thôi, mình không thấy được xa hơn, là tức là tương lai gần mình là một vài chiếc xe nó chạy đằng trước thôi, cho mình không thể nào nhìn trước được là một cái số nó như thế nào. Vậy thì quan trọng hết là tại sao chúng ta sống không sống trong hiện tại, mình nhìn xung quanh mình những cái xe nó chạy xung quanh như mình như thế nào, lâu lâu liếc qua cái kính chiếu hậu một chút xíu đằng sau, cũng giống như là mình có nhìn về quá khứ thì mình cũng nhìn về vài ngày thôi, đừng có suy nghĩ cái chuyện gì mà nó đẩy xa xảy ra 2-3 năm trước, nhưng chuyện gì nó đã xong là xong, mình không thể làm được những chuyện đó. Thì cái đó nó cho tôi những cái sự so sánh những trong cái việc thiền, tôi nghĩ đó là một cái những cái thiền. Wow, rất là hay. Thưa quý vị, ai trong chúng ta thì chắc chắn cũng nghe qua về chữ thiền và biết qua khái niệm về chữ thiền. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh không phải là một vị thiền sư, cũng không phải là một nhà chuyên môn để hướng dẫn về thiền. Tuy nhiên, bác sĩ Hồ Ngọc Minh chia sẻ về kinh nghiệm của riêng ông, việc thiền đã giúp trong việc chữa trị bệnh. Phải không ạ? Cái đó nó cũng là, đó là chuyện thứ kế tiếp nữa tôi muốn chia sẻ với quý vị hiện tại. Đó là đối với người bác sĩ, chính người bác sĩ, cái tâm của người bác sĩ phải an bình thì mình mới chữa bệnh. Đúng được rồi. Đó là bây giờ về cái cương vị của người bác sĩ đó. Đó là tại sao, tại vì người bác sĩ phải bình an, không có được rối loạn. Thì khi mà cái tâm của người bác sĩ không bình an và không có bị rối loạn như vậy đó, thì mình mới sáng suốt để mình có thể chữa bệnh được. Mà khi mình sáng suốt mình chữa bệnh được đó, mình nhìn được cái vấn đề nó rõ ràng hơn, và mình tránh những cái chuyện gọi là những động chạm, những cái gọi là trong cái chuyện mà giữa bệnh nhân và người bác sĩ nó dễ cảm thông hơn cho giữa người bệnh nhân và người bác sĩ. Vì nếu mình không có sự cảm thông thì là mình không thể cái gọi là cái chữa trị nó không thể gọi là tiến hành được tốt đẹp.
À, ngược lại người bệnh nhân cũng vậy. Yeah. Nếu người bệnh nhân mình không nói cái chuyện mà mình thiền để mình gọi là thay đổi cái gen hay là này nọ, chính người bác sĩ tìm được những người bệnh nhân tìm được những cái ăn bệnh như vậy, thì cái người bệnh nhân họ sẽ cái bệnh của họ, chính cái bệnh của họ nó dễ dàng trong việc chữa trị hơn. À, và không những như vậy, nếu nghiên cứu cho thấy nếu người bệnh nhân họ tin tưởng vào người bác sĩ, chỉ cần cái niềm tin thôi, mình không đúng muốn rồi. Nói là đây mình nói là đúng mình rồi. Tin như Đức Chúa Trời nha, nhưng mà kinh nghiệm cho thấy rằng là nếu bệnh nhân họ đặt niềm tin vào người bác sĩ thì chính cái niềm tin đó nó đã góp phần rất là nhiều trong cái việc người bệnh nhân có gọi là khỏe hay không. Rất là hay. Nghiên cứu trong cái ngành nghề của chúng tôi chẳng hạn, kinh nghiệm cho thấy rằng là có những trường hợp mình nói chẳng hạn bệnh nhân họ tới gặp tôi, mình họ cho là mát tay, bệnh nhân gặp tôi nhiều khi tôi viết cái toa rồi về chưa kịp uống thuốc trong cái toa nữa là một tháng sau có thai, họ nghĩ là tôi là người mát tay. Nhưng mà theo tôi nghĩ nó không phải như vậy. Nghiên cứu họ chứng minh rằng là bệnh nhân khi họ gặp bác sĩ và đặt niềm tin người bác sĩ, nó ồ như vậy cái chuyện đó cứ để bác sĩ lo, thì khi mà họ nghĩ là để bác sĩ lo đó thì lâm thì họ cũng bình an rồi, nó bình an thì cái chuyện nó xảy ra rất là tự nhiên, nó tránh được cái stress. Rất là hay thưa quý vị, chắc từ nay mà bên anh đi khám bác sĩ thì thử hỏi thăm coi cái vị bác sĩ của mình có thiền hay không. Tại vì bác sĩ có thiền, có bình an thì mới là người chữa bệnh cho chúng ta một cách hữu hiệu, phải không quý vị? Quý vị tưởng tượng mà xem, thí dụ một vị bác sĩ chữa bệnh cũng như là một vị bác sĩ giải phẫu chẳng hạn, mà ngày đó ông mệt mỏi hoặc là ông ở trong lòng không có được bình an thì chắc chắn là cũng không có mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh nhân, phải không ạ? Thực sự cái đúng thưa cô Vân Anh, thành ra thực sự ra cái thiền đối với người bác sĩ, đây là tôi chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân tôi, thực sự cái thiền nó không đòi hỏi mình nhiều thời giờ lắm đâu cô Vân Anh. Thí dụ bây giờ những chuyện tôi hay làm rất là trước khi tôi bước vào phòng khám, thường bệnh nhân họ đợi trong phòng đúng không, thì đóng cửa lại, trước vào phòng khám mình hay đứng trước cửa một chút xíu, mình chỉ dừng lại khoảng 5 giây đồng hồ thôi trước khi mình cầm cái nắm tay mình đẩy cái cửa vào đó, thì tôi hay dừng lại 5 giây đồng hồ để chi mình định thần lại và mình thở một chút xíu, mới thở để cho nó thoải mái ra. Nhưng mà chính cái chuyện mà cái tay mình cầm lên cái nắm tay cửa như vậy thì nó nhắc nhở cho mình chuyện rằng là trong kia có một người bệnh nhân đang chờ mình, và mình cái tâm hồn mình phải dịu xuống, những chuyện gì mà mình lo ngại cá nhân của mình nên gạt qua một bên, và khi mình mở cái cửa ra thì đối với cái quan tâm của mình là người bệnh nhân và người bác sĩ, chứ không còn những cái chuyện gì khác mình phải lo lắng nữa, mình phải gạt qua một bên. Đó là cái chuyện tại sao thiền là mình chú trọng vào những cái chuyện gì mà mình cần đang làm ngay từ bây giờ. Vâng, nói tóm lại trong chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay thì bác sĩ Hoàng Ngọc Minh chia sẻ với quý vị cái phương pháp thiền của cá nhân ông, và nếu mà quý vị khán thính giả nào đang thực tập thiền ở trong chùa hoặc là tập yoga hoặc là khí công, bất cứ hình thức nào thì đều tốt, và quý vị tiếp tục, phải không bác sĩ Minh? Dạ vâng, cứ tiếp tục cái quan trọng, tức là mình khi ý mình nói là cái cơ bản là mình không đợi mình phải vào trong chùa hay là mình làm chuyện đó, mỗi ngày chúng ta đều có thể thiền được. Trở lại như cái chuyện là chúng ta rửa chén, chỉ cần cái chuyện đơn giản mình rửa chén thôi, mình để ý thấy cái nước nó xuống cái bàn tay nó mát như thế nào, đó là thiền, cái đó là thiền trong khi làm việc, thiền đi và thiền đứng. Tức là bây giờ mình đi á, thì mình phải cảm nhận cái bàn chân mình nó đụng dưới mặt đất như thế nào. Có khi những chuyện đó mình làm thường ngày, mình nghĩ là cái nó giống như là automatic, nó tự động, mình không cảm nhận, mình không... Cái đó nhiều khi nó rất là quan trọng, thưa cô Văn Anh. Hay là bây giờ mình đi bộ chẳng hạn, chỉ cần quý vị chẳng hạn ngày hôm nay quý vị đi bộ bên lề đường ngày hôm nay, ngày hôm sau mình đổi thử mình đi bộ bên lề đường bên kia, quý vị sẽ thấy rất là ngạc nhiên. Cái quan cảnh nó giống như vậy nhưng mà nó không giống như vậy, nó thay đổi vì cái góc nhìn của mình nó khác. Khi góc nhìn mình nó khác như vậy thì mình nói trong cuộc sống mình cũng vậy, có khi mình phải nhìn con người ta, mình nhìn sự kiện bằng những cái góc độ khác nhau để mình cảm nhận là nó khác. Chẳng hạn bây giờ tôi thuận tay trái nhưng tôi vẫn tập ăn tay phải, tức là tại sao khi mình tập ăn tay phải như vậy đó thì mình hiểu rằng là mình gấp cái miếng ăn lên á, nó đặc biệt như thế nào, mình để ý tới cái chuyện mình gấp miếng ăn và mình giảm cân bớt, mình không lùa cơm vào trong miệng khi mình dùng cái tay phải của mình, thưa quý vị. Ý tôi muốn nói là mình có thể thực tập thiền bất cứ lúc nào trong cái đời sống của chúng ta. Và nói tóm lại, thiền theo sự hướng dẫn của chia sẻ của bác sĩ Hoàng Ngọc Minh có nghĩa là chúng ta không có suy nghĩ lung tung và để ý chú trọng những cái gì chúng ta đang làm trong hiện tại này, và ngoài việc ăn uống chọn được những thức ăn có
ích cho sức khỏe, tập thể dục, uống nước nhiều. Thì bây giờ chúng ta thêm một cái công việc nữa để giúp cho chúng ta có thể sống vui, sống khỏe, đó là thiền. Hả quý vị ha? Mà theo rất như là bác đơn sĩ, giản. Cái đây là... Theo như bác sĩ Minh nói thì thiền dễ quá, đơn giản. Dạ vâng, ai cũng có thể làm được. Quý vị không cần phải ngồi một chỗ hoặc là nghĩ là rất là cao siêu. Theo tôi nghĩ là thiền có thể thực hiện bất cứ lúc nào, bất kỳ thời gian nào, bất cứ chỗ nào. Vâng, và chúc mừng cho quý vị khán giả nào đã thực tập thiền cho riêng mình. Và quý vị nào mà chưa đến tới cái bộ môn thiền thì chắc là quý vị thử. Hả quý vị ha, để chúng ta có được cái sức khỏe. Giống như là chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh, và luôn luôn đưa đến cho quý vị những cái kiến thức, những cái chia sẻ để làm sao chúng ta có thể kéo dài tuổi thanh xuân và nó nhất là khỏe. Phải không bác sĩ? Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Chúc cho quý vị có những giây phút thiền thật là bình an. Xin cảm ơn quý vị.